Tin đồn Linh Ca và Quyên bí mật hẹn hò, còn đưa nhau sang tận Singapore hâm nóng tình cảm đang là chủ đề nóng trong dư luận. Mặc dù cả hai vẫn chưa có phản hồi chính thức nhưng động thái của Linh Ca giữa nghi vấn tình cảm cũng làm khán giả phải đổ dồn sự quan tâm. Theo đó, ngay sau khi đẩy lên tin đồn, Linh Ca đã âm thầm xóa bỏ bài đăng ủng hộ mới ra mắt của Quyên trên trang cá nhân ngay trong đêm. Hiện tại trên trang Facebook của Linh Ca chỉ còn lại bài đăng gần nhất vào ngày 14 tháng 9. Tuy nhiên trên trang Instagram, cô vẫn giữ lại clip đàn hát ca khúc mới của Quyên. Động thái này đã làm khán giả vô cùng khó hiểu và mong ngóng cô sớm có câu trả lời chính thức với công chúng. Trang cá nhân của Linh Ca hoàn toàn không còn bài đăng ủng hộ sản phẩm mới của Quyên. Trong khi đó vào tối 24 tháng 9, cô vẫn còn giữ lại chia sẻ mới của Quyên trên trang cá nhân, được đăng tải vào ngày 21 tháng 9. Hiện cả Linh Ca và Quyên vẫn chưa có phản hồi về tin đồn hẹn hò đang gây xôn xao dư luận.